Xin Chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 196 của truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1491, 1492, tập thể lui khóa. đến luyện đan học viện lục phòng viện trưởng xứng sở lập tức hít mắt lại hắn đã không phải là học viên của danh sư học viện vì cái gì mà không có ai ngăn cản hắn đối phương đã không phải là học sinh làm sao có thể tùy ý đi ra vào được hắn hắn lại là nắm giữ lệnh bài của mi viện trưởng triệu viện trưởng cùng với vệ viện trưởng nữa càng là lão sư của khách hành trưởng lão bối phận lại còn cao hơn cả lão sư chúng ta đây lại không thể nào ngăn cản thanh niên kia lại đỏ mặt danh sư học viện cũng không phải là cái cấm địa gì huống chi đối phương lại còn cầm lệnh bài của trường lão bản viện làm sao mà ngăn cản được hắn đến luyện đan học viện để làm gì biết đối phương nói có đạo lý đừng nói là học sinh xem như chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được đối phương lục phong lại sầm mặt lại ta cũng không biết nữa hắn tới học viện trực tiếp lại đi tàng thư khố thanh niên kia nói tàng thư khố lục phong viện trưởng lại câu mày hắn không có thẻ học viên đi vào cũng vô dụng thôi muốn tiến vào bên trong tàng thư khố cần hai điều kiện thẻ học viên cùng với học phần đối phương đại náo y sư công hội học phần không thể thiếu nhưng mà không có thẻ học viên thậm chí không phải là học sinh coi như hắn muốn vào cũng lại vào không được hắn hắn không có tiến vào bên trong mà lại chỉ đứng bên ngoài tàng thư khố rồi ngẩn người ra nói tới đây trên mặt thanh niên lộ ra vẻ đầy sự cổ quái ngẩn người lục phong cùng với đám người chu võ viện trưởng đều xứng sở cái chỗ đó có cái gì mà đáng xem thì phải rồi chính là cả người hắn không hề nhúc nhích con mắt lại cứ mở trừng trừng cái gì lại cũng không nói thanh niên kia lại tiếp lời mọi người lại nháy nháy còn mắt vốn lại cho rằng cái tên này chạy tới luyện đàn học viện để làm gì kết quả chạy tới rồi ngẩn người ra hắn làm cái trò gì vậy bây giờ hắn còn ở chỗ đó hay không lục phong nhịn không được hỏi khi ta tới thì vẫn còn Đã đợi hơn nửa canh giờ rồi Thanh niên kia gật đầu Cái tên này đầu tiên là làm sập luyện khí học viện Sau đó khiêu chiến y sư tháp Để cho chúng hoàn toàn thay đổi Đột nhiên lại chạy tới tàng thư khố ngẩn người ra Khẳng định hắn có lừa dối Chưa vị, theo ta qua đó quan sát Nghe nói cái tên này ngẩn ngơ đến nửa canh giờ rồi Lục phòng làm sao cũng cảm thấy đúng là có gì đó không ổn Nhịn không được đứng dậy Mặc dù Trương Huyền chỉ gặp qua có đúng một lần thôi, nhưng mà tình cảnh đối phương đúng lý không nhường người, ép hắn tiến thoái lưỡng nan vẫn rõ một một trước mặt. Cộng thêm trước đó lại còn chuyên môn nói qua, muốn đi tới khiêu chiến luyện đàn học viện, không biết vì cái gì, trong lòng lại tràn đầy sự bất an, không tận mắt nhìn qua một chút, từ đầu tới cuối là không yên lòng. Vâng. Bốn vị viện trưởng khác nghĩ tới trường sư này đủ những loại cử động, khóe miệng cũng co giật, bọn họ đồng thời đứng dậy. Trước đó, học viện khác sụp đổ, lung ta lung tung, bọn họ có một chút may mắn. Hiện tại ra hỏa này chạy đến học viện của bọn họ, có một cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ tới. Vội vã đi đến tàng thư khố, tốc độ của mấy người này cực kỳ nhanh, không có tới 10 phút đồng hồ, họ đã tới gần. Giống như là trước đây kiến trúc của tàng thư khố cao lớn, cao vút trong mây, không có dấu hiệu đổ sập, cũng lại không thấy qua được nửa bóng người. Lục Phong lại nhịn không được thở vào một hơi, quay đầu nhìn qua. Hắn đâu rồi? Ta cũng không biết nữa, vừa rồi hắn lại ở ngay chỗ này thôi vậy mà thanh niên kia mê man chỉ thẳng về phía trước trước đó cái tên kia liền đứng người trước tàng thư khố ngẩn người ra làm sao bản thân mình vừa mới đi tìm viện trưởng qua lại không có nửa canh giờ ngay cả bóng người cũng lại không có thấy đâu bởi vì Trương huyền danh khí rất lớn vừa rồi nơi này có không ít người vậy ta phải tìm người hỏi một chút dạo qua một vòng không phát hiện ra một nửa bóng người thanh niên kia vội vã đi tới một phòng ốc bên cạnh tàng thư khố Nơi đó có học viên trông giữ tàng thư khố Đều là sinh viên năm ba Đi tới làm việc ngoài giờ Vẫn còn chưa có tới gần Liền nghe kéo kẹt một tiếng Cửa phòng rộng mở ra Có hai thanh niên đi ra Hồ hút sao Nhận ra một người bên trong vội vã tới gần Ồ lục huy học trưởng Hồ hút ôm quyền Các người Đây là đi đâu chứ Nhìn thấy trên người đối phương lại cõng hành lý Lục Huy lại kỳ quái tại tàng thư khối làm việc ngoài giờ cơ bản phải ở chỗ này cả một học kỳ mới khai giảng có mấy ngày thôi cõng hành lý ra ngoài để làm gì thì bẩm báo học trưởng mới vừa rồi nghe được chương sư giảng một tiết khóa chúng ta đã hiểu ra cảm thấy mình không có thích hợp luyện đan vậy cho nên ta lại muốn rời khỏi nơi này đi học những nghề nghiệp khác hồ húc nói giảng bài còn mắt của lục huy lại nhìn không được trợn tròn mấy người lục phòng cũng lại kìm lòng không được nhìn qua. cái tên gia hỏa kia ở đây giảng bài sao vâng Trường sư lại đứng ở chỗ này một hồi, lại bắt đầu giảng bài. Ta lại may mắn nghe được. Lúc này ta mới phát hiện ra, chức nghiệp luyện đan, mặc dù là cao nhất bên trong thượng cửu lưu, nhưng mà ta căn bản lại không có thích hợp học tập. Những năm nay đúng là lãng phí thời gian rồi. Hồ Húc lại cười khổ lắc đầu, vẻ mặt đầy sự thất lạc. Trường sư giảng giải cực kỳ bác đại tinh thâm để cho người ta nghe ngóng một hồi lại được lợi ích rất nhiều. Mặc dù hắn học tập luyện đàn cũng có một đoạn thời gian, nhưng mà nghe xong khóa này mới hiểu ra, căn bản không có thích hợp học cái loại này coi như về sau miễn cưỡng học tập cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, không thể nào tiến bộ được. Đã như vậy, còn không bằng hãy lập tức bỏ qua bây giờ đi. Dù sao, danh sư học viện có 9 đại chức nghiệp phụ tu, không học luyện đàn vẫn có thể học tập cái khác, trung quy, thích hợp với bản thân mình, đồng thời lại có thể mau chóng tiến bộ. Người cũng cảm thấy không có thích hợp học luyện đan sao? Nghe xong hổ hút nói, Lục Huy lại không nhịn được nhìn về phía học viên năm thứ ba khác đi cùng với hắn ra. Ta sao? đúng là cũng không thích hợp lắm. Vậy cáo từ. Nói xong, hai người lại cũng không hề ngừng lại, xoay người rời đi. Cái này... Thấy hai người cứ như vậy mà rời đi, tàng thư khố không một bóng người trông coi. Mấy đại viện trưởng hai mắt lại nhìn nhau, đang không biết như thế nào cho đúng, lại chỉ thấy mấy vị học sinh nữa đi tới, trên người lại cóng theo hết hành lý. Thích viện pháo à? Mấy người kia hình như là học sinh thân truyền của ngươi. Thấy rõ ràng bộ dạng của những người này, có một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Mặc dù bọn họ là viện trưởng, địa vị tôn sùng nhưng mà cũng thu lại không ít học viên, xem như cũng là thân truyền. Vâng, đúng rồi, chính là thân truyền của ta, đám người thư vĩnh ninh. Nhận ra được, Thích viện phó cũng gật đầu. Bọn họ lại cống theo hành lý, vậy chẳng lẽ cũng lại cảm thấy không thích hợp luyện đan sao? Vị phó viện trưởng này khóe miệng co giật. Làm sao có thể được? Thích viện phó lắc đầu. Thư Vĩnh Ninh ở bên trong học sinh kỳ trước ta giảng dạy không có tính là thiên phú cao nhất nhưng mà cũng sắp xếp trước mấy đối với luyện đan lĩnh ngộ rất là cao chờ đợi một đoạn thời gian nữa luyện đan sư lục tinh lá nằm trong tầm tay rồi làm sao có thể không thích hợp học tập chứ Thư Vĩnh Ninh là một trong mấy học sinh kiệt xuất nhất của hắn nếu như mà đối phương cũng không thích hợp học tập luyện đan vậy thì bọn họ thu hầu như không người nào có thể thích hợp được vậy hắn vị phó viện trưởng này rất nghi hoặc cõng theo hành lý rõ ràng cũng giống như là hồ hút vừa rồi không phải là rời khỏi luyện đàn học viện thì là cái gì chứ ta phải đi qua hỏi một chút sắc mặt của thích viện phó tái xanh hắn hử một tiếng đang muốn đi qua vị học sinh gọi là thư vĩnh ninh kia hình như đã thấy được hắn vội vã tiến tới đón lão sư đi tới gần thư vĩnh ninh ôm quyền người đây là làm gì đó thích viện phó híp mắt lại bẩm báo lão sư Học sinh lại muốn chào từ biệt ngài Đầu gối của Thư Vĩnh Ninh lại mềm nhũn Quỳ dạp xuống mặt đất Từ biệt Người cũng lại cảm thấy không có thích hợp luyện đan sao Thích viện phó cảm thấy cả người muốn nổ tung Tự nhiên Đúng là không phải Mà ta lại cảm thấy chương trình học của lão sư Lại không quá thích hợp với ta Nếu như vẫn tiếp tục học tập Khó có thể tiến bộ được Bây giờ không bằng hãy rời đi Không chậm trễ lão sư tuyển nhận tân sinh mới Thư Vĩnh Ninh có một chút xấu hổ cổ tay khẽ đảo, lấy ra ngọc phù chương trình học của đối phương. Lão sư có thể lựa chọn học sinh, học sinh vẫn có thể lựa chọn được lão sư, đó là mối quan hệ hai chiều. "Khóa của ta không có thích hợp với người Thích viện phó lại ngẩn ngơ. Hắn là luyện đan sư học viện phó viện trưởng, một tay luyện đan thuật không hề thua kém gì lục viện trưởng bao nhiêu, hắn là luyện đan sư lục tinh đỉnh phong chân chính, cái tên này lại muốn sa thải chương trình học của hắn sao? "Vâng." Vừa rồi nghe trương sư giảng bài, ta mới hiểu ra được cái gì gọi là luyện đan. Mặc dù lão sư giảng giải cũng lại không tệ, nhưng mà so sánh với hắn đúng là vẫn kém hơn không ít. Mong lão sư hãy thứ lỗi cho ta. Hiện tại ta lại liền gia nhập vào huyền huyền hội đi nghe trương sư giảng bài. Nói xong, hắn lại đưa qua ngọc phù chương trình học. Thừa Vĩnh Ninh đứng bật dậy, lại xoay người rời thẳng đi. Tiếp nhận ngọc bài, cả người thích viện phó lại cứng ngắc, trên mặt không ngừng co giật, đúng là sắp muốn phát điên tới nơi đường đường luyện đan sư lục tinh đỉnh phong thế mà bị lùi khóa ở trước mặt mọi người sao hơn nữa hắn lại còn nói thẳng vào mặt giảng bài ngươi kém rất nhiều mẹ nhà người chứ đây là trần trụi làm mất mặt ta lão sư à chúng ta lại cũng tới lùi khóa thực sự cũng lại không tiện bài giảng của trương sư lại để cho người ta hiểu ra rất nhiều mặc dù chúng ta chỉ được nghe một hồi thôi cũng đã biết rồi hắn nhất định phải làm lão sư của chúng ta mới có thể đi được càng xa tiến bộ lại càng nhanh vẫn còn không có đợi hắn hết buồn bực, mấy vị học viên trước đó đi theo Thư Vĩnh Ninh cũng vội vã đi tới, từng người một lại đưa tới ngọc bài của bản thân. Trước đó những người này vì có thể lên lớp của hắn, cả đóng vót nhọn đầu, đủ những loại kích động, vậy mà bây giờ chủ động lui khóa, sợ mình không đáp ứng, lại để cho thích viện pháo phát điên lên. Không đúng. Nhìn xem rất nhiều học sinh lui khóa xong lại cao hứng bừng bừng rời đi, khóe miệng của Lục Phong lại co quắp. Hắn đi tới gần. Có phải là người giảng bài xuất hiện vấn đề gì đó, để cho cái tên Trương Huyền đó bắt được chuôi Tân sinh lại muốn tập thể lùi khóa luôn hay không? Học sinh cùng một chỗ lùi khóa chỉ có đúng một khả năng thôi, đó chính là lão sư như người, giảng giải xảy ra vấn đề. Một khi mà vấn đề xuất hiện loại tình huống đó, danh vọng của lão sư bị tổn hao không nói, toàn bộ cái học viện, danh khí cũng lại giảm đi kịch liệt. Luyện đan sư học viện, sở dĩ mệnh danh là thứ nhất danh sư học viện là bởi vì rất nhiều người học tập luyện đan, trọn vẹn hơn 6 vạn người, nếu như mà những người này đều lại muốn lùi khóa, toàn bộ cái học viện này sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thời gian nháy mắt từ thứ nhất, 10 đại học viện lại biến thành thứ nhất đếm ngược rồi. Ta, ta làm sao mà có vấn đề được? Nghe được nghi ngờ, trên mặt thích viện phó lại đắng chát, cả người có một chút bối rối hắn đầy giảng bài, tuân thủ tiêu chuẩn luyện đan một cách rất là nghiêm chỉnh, coi như không có quá kinh diễm nhưng mà sẽ không có bất cứ sai lầm gì, làm sao có thể để xảy ra vấn đề được? để cho học sinh của mình nghe xong có đúng một tiết khóa của người khác thôi, liền đã phải chủ động lùi khóa. thế này là chuyện gì chứ? lục phong cau mày, hắn đang muốn hỏi, lại chỉ thấy mấy vị học sinh này vội vã đi tới. viện trưởng, bọn họ hình như đều là thân truyền của người đó. thiết viện phó bên cạnh lại nói, lục phong lại nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người kia cũng giống y như là Lục Huy, đều là học sinh thân truyền của hắn, đã giảng dạy rất nhiều năm. Yên tâm đi, ta giảng bài không sai sót, học sinh của ta tuyệt đối sẽ không giống như là học sinh của ngươi. Đoán chừng là vì sự tình mà Trương Huyền muốn bẩm báo với ta đây. Thấy mấy người này đi tới, Lục Phong viện trưởng lại nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang muốn hỏi thăm, lại chỉ thấy mấy người này đồng thời tới quỳ dạp xuống mặt đất. Cảm tạ lão sư những năm qua đã giáo dục, chúng ta đây là muốn lui khóa. Hết chương. Chương 1493-1494 Tự mình chạy Lục Phong lại thoáng cái lào đảo Vừa mới nói một lời thể son sắt Lớp của hắn đây không có xảy ra vấn đề gì Những người này liền đã tới lùi khóa Mặt mũi không phải là đánh tại như thế chứ Tại sao? Lục Phong lại cố nén lửa giận Cắn răng nhìn qua Bầm báo lão sư Nghe xong bài giảng của Trương Sư, chúng ta lại cảm thấy những năm nay học tập luyện đan, một mực sống uổng thời gian rồi, đúng là phí hoài thanh xuân. Vậy cho nên, mong lão sư hãy thành toàn. Mặc dù lùi khóa, nhưng lão sư vẫn là như cũ, vẫn là lão sư của ta. Học sinh lại không dám nửa phần bất kính, cũng lại không dám đối địch với ngài. Một học sinh lại cắn răng nói, không có so sánh, không có thương tổn. Nghe xong trường sư khóa mới biết được cái gì gọi là luyện đan, thế này mới hiểu ra những năm nay đi theo học lục phong viện trường đi không biết bao nhiêu đường quanh co rồi nếu như đã sớm theo trường sư học, chỉ sợ hiện tại đã sớm là luyện đan sư lục tinh, thậm chí lại còn cao hơn nữa. Mặc dù lùi khóa để cho danh tiếng của lão sư tổn thương, nhưng vì tiền đồ cũng chỉ có thể từ bỏ thôi. Sư có thể lựa chọn học sinh, học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư, chỉ cần không làm ra sự tình vi phạm lão sư lại có thể tự do lựa chọn lùi khóa, học sinh dự thính mà thôi, cũng không phải là thân truyền. Sống uổng thời gian, phí hoài thanh xuân. Lục Phong lào đảo lại chỉ cảm thấy ngực của mình rất khó chịu, tùy thời không thể nào thở được. Hắn đây đường đường là viện trưởng, luyện đàn đại tông sư lợi hại nhất toàn bộ cái hồng viễn đế quốc này. Tự mình đi ra giảng bài, thế mà còn bị nói, sống uổng thời gian. Tầm của ta, phổi của ta. Tên này đến tụt cùng là nói với các người điều gì, lại có thể để cho các người thần hồn điên đảo như vậy, bội phục hắn như vậy. Được rồi, ta cho các người lùi khóa. Vậy các người nói cho ta biết, Trương Huyền đang ở đâu, sắc mặt tái xanh có một giọt máu tươi phân tán nhỏ trên rất nhiều ngọc phù lục phong nói học sinh có lựa chọn của mình đối phương đã nói thành ra như vậy rồi cứng cầu thu lại làm học sinh của mình nữa thì đúng là không có mặt mũi trường sư dạy xong khóa liền đá đi luyện đan lâu hình như muốn khảo hạch luyện đan sư lục tinh thì phải có một học sinh khác nói chuyện suy nghĩ một lúc luyện đan lâu lục phong nhíu mày không tiếp tục để ý mấy cái tên gia hỏa lui khóa này nữa hắn quay đầu gọi qua đó nhìn một chút. Luyện đan lâu, đó chính là địa phương tương tự với y sư tháp của Luyện đan học viện, luyện đan sư có thể ở đây giao lưu, khảo hạch luyện đan sư, thậm chí tiến hành đủ những loại khiêu chiến. Để cho Lục Huy ở chỗ này chờ, Lục Phong lại mang theo mấy vị phó viện trưởng vội vã tới gần. Cũng giống như là y sư tháp, nơi này cũng có mấy tầng, nguy nga sừng sững là kiến trúc tiêu chí của học viện. Đập vào trong mắt, lầu các vẫn còn, cũng lại không đổ sụp, nhưng mà cũng chưa có bất cứ hỗn loạn gì, mọi người lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm lấy tính khí của Trương Huyền đi đến chỗ nào chỗ đó sập, coi như là Lục Phong tưởng tượng một chút cũng lại hơi hoảng sợ rồi. Đi vào bên trong, điện đường lại rộng rãi, cực kỳ yên tĩnh, cầu đan, bán đan hoàn toàn như trước, cũng giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Vậy chẳng lẽ hắn không tới? Hai mắt lại nhìn nhau. Sự tình y sư tháp, bọn họ đều đã từng nghe nói qua, chỉ cần cái tên Trương Huyền này xuất hiện thôi, không có đồ vật nào mà không sập, đã tới qua nơi này, làm sao mà một chút động tĩnh cũng lại không có vậy? Không hề khoa học. Được rồi, ta đi hỏi xem. Trần trừ một lúc, thích viện phó đi ra khỏi phía trước, giữ chặt một học viên. Này ngươi, nơi này vừa rồi có cái chuyện gì kỳ quái phát sinh ra hay không? Ủa, thích viện trưởng? Nhận ra đối phương, học sinh này giật nảy mình, lập tức suy tư một hồi. Không có, cái gì lại cũng chưa có phát sinh. Không có phát sinh sao? Thích viện phó lại khoát tay áo. Được rồi, người đi đi. Vâng. Học viên kia lại vội vã rồi đi. À, ta lại xem rằng chúng ta lo lắng dư thừa rồi. Trương Huyền kia bất kể là nói thế nào, cũng chỉ là 20 tuổi thôi. Hắn coi như là lý giải y sư, luyện khí rất là nhiều, cũng không thể nào biết luyện đan như lòng bàn tay. Trước đó để cho người ta lui khóa, chỉ sợ cũng là có một chút vận khí. Lại hỏi thêm vài người, quả thực không có phát hiện ra chuyện kỳ quái gì, Lúc này thích viện phó mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Lại cười khanh khách đi trở về Ta cũng mong là như vậy thôi Lục phong viện trưởng lại gật đầu Mặc dù không phát sinh ra điều gì Nhưng mà hắn từ đầu tới cuối lại có loại dự cảm rất bất thường Cái tên gia hỏa này Đều là đèn đã cạn dầu rồi Cũng không khiến cho toàn bộ học viện phải nhức đầu như vậy Chúng ta đi đan phòng khảo hạch luyện đan sư lục tinh nhìn xem Suy nghĩ một chút, mấy người lại đi tới địa phương luyện đan lâu khảo hạch của luyện đan sư, nơi này cũng giống y như vừa rồi, rất yên tĩnh, không có biến hóa chút nào. Gọi lão sư chịu trách nhiệm quản lý đàn phòng tới. Vừa rồi, có người nào mà tới khảo hạch luyện đan sư hay không? Lục phòng cũng lại không vòng vo, trực tiếp hỏi. Cũng không có, ta trước sáng sớm liền đã tới rồi, đến bây giờ chưa có ai tới. Không biết tại sao viện trưởng lại hỏi mình như vậy Vì lão sư này lắc đầu Thực sự không có ai tới sao Lục Phong có một chút không dám tin lắm mấy vị học sinh vừa rồi lui khóa rõ ràng đã nói là hắn tới khảo hạch luyện đan sư lục tinh làm sao mà không tới đàn phòng chứ thực sự là không có ai tới mà chỗ này của ta có ghi chép viện trưởng không tin lại có thể xem một chút đi thấy vị viện trưởng này rất là cổ quái vị lão sư này lại vội vã lấy ghi chép ra lật qua một lần phát hiện ra buổi sáng thực sự lại chẳng có ai tới lục phong cùng với mấy vị phó viện trưởng liếc mắt nhìn nhau lúc này mới thở phào ra một hơi Xem ra, thích viện pháo nói đúng mà, coi như là cái tên này có thiên phú y sư rất mạnh nhưng mà năng lực luyện đan sư của hắn cũng lại không có khả năng lợi hại như vậy được. Người tổng có sở trường, sở đoạn, muốn đều lại nghịch thiên sao, bất khả tư nghĩ. Ừ, phí công lo lắng một trận. Không sao, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Nếu như mà có một người nào đó trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi mà đi tới đây, nhất định lập tức bẩm báo lại cho ta. Lục Phong lại bản giao. Vâng, Vị lão sư này lên tiếng lại đột nhiên nhớ tới điều gì À mà phải rồi viện trưởng Khảo hạch luyện đan sư lục tinh Có vẻ như không chỉ là ở chỗ ta Tổ đường cũng có thể đi đó Tổ đường sao Điều đó không có khả năng Tổ đường là chuẩn bị cho người biện đan Độ khó biện đan người cũng không phải là không biết Xem như chính ta đây Cũng chưa hẳn đã có thể thông qua được Khảo hạch một luyện đan sư lục tinh mà thôi Ai mà bỏ gần tìm xa chứ Tự mình đi tìm phiền toái Lục Phong lắc đầu, khảo hạch luyện đan sư có hai loại phương thức loại thứ nhất chính là trung quy trung củ luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao đối ứng tỷ như khảo hạch luyện đan sư lục tinh nhất định phải luyện chế ra được đan dược cấp 6. có một loại phương thức đó chính là biện đan biện đan phải đi tổ đường tổ đường kết nối với tổng bộ của luyện đan sư bên kia điều động luyện đan sư lục tinh trí thức như biển lý giải đối với luyện đan hiểu rõ đối với nhóm người mình lại còn thâm hậu hơn rất nhiều để cho bọn hắn phải ra đề trả lời vấn đề của bọn hắn hơn nữa không được sai lầm cực kỳ khó. Đừng có mà nói là một cái tên tiểu gia hỏa có 20 tuổi thôi, coi như chính hắn đây tích lũy đến 7 800 năm cũng đã làm ra không được. Nói cách khác, chỉ cần là tu luyện giả đều chỉ chọn luyện chế đan dược mà tuyệt đối sẽ không bao giờ lựa chọn biện đan, độ khó rất lớn. À, cũng phải. Vị lão sư này cũng nghĩ có đạo lý, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ là có khả năng hay không, ta lại cảm thấy tốt nhất chúng ta đi tổ đường nhìn qua một lát. Thích viện phó lại xen vào. Ừ. Dù sao thì đã đi tới chỗ này rồi, cũng không có quan tâm vài bước, Lục Phong lần nữa lại bàn giao vị lão sư kia, nhìn kỹ đan phòng, mấy người lại bắt đầu đi đến tổ đường. Tổ đường ở một bên khác của đại điện, khoảng cách không xa, không bao nhiêu lâu sau liền đã tới gần. Giống như đan phòng trước đó, cực kỳ yên tĩnh, bởi vì hầu như không có người nào tới khảo hạch, cũng lại chẳng có phái người nào thủ hộ. Mấy vị viện trưởng đẩy cửa đi vào, gian phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như là trước đây, không biến hóa gì quá nhiều. À, đúng là không có biến hóa, không có người nào tới qua. Thích phó viện trưởng lại thở dài. Chỉ cần không sập thôi, không có vấn đề gì rồi, nói rõ cái tên kia chưa từng tới đây, tâm không khỏi an ổn. Nhưng mà không đúng. Lời vẫn còn chưa dứt, con mắt của chủ phó viện trưởng lại trợn tròn, giống như là gặp quỷ. Thế nào mà không đúng chứ, nơi này đều lại hoàn hảo không một chút nào tổn hao. Thích viện phó lại nghi hoặc. Trong tổ đường thiết lập 10 tấm truyền tin bích to lớn, kết nối với tổng bộ, bức tường hoàn hảo không một chút nào tổn hao, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chắc chắn là chưa có người nào tới qua mà. Những truyền tin bích này không có vấn đề gì, nhưng các người hãy nhìn về truyền tin Ngọc Phong kia. Chủ phó viện trưởng lại chỉ chỉ, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía trước. Trong tổ đường không chỉ là có truyền tin bích, còn có truyền tin Ngọc Phong cái trước có thể đưa tin cho luyện đan sư lục tinh tại tổng bộ, cái sau lại có thể truyền tin cho luyện đan sư thất tinh tại tổng bộ. lúc này trên truyền tin ngọc phong ánh sáng lưu chuyển dường như lại còn biểu hiện ra một ít dư ôn, hình như có một người nào đó vừa mới dùng không lâu. có người dùng quá, vậy chẳng lẽ tên trương huyền này thực sự tới? hơn nữa không chỉ là đưa tin cho luyện đan sư lục tinh mà đã trực tiếp đưa tin cho thất tinh sao? Điều đó không có khả năng đâu, đưa tin cho luyện đan sư thất tình, vậy thì khảo hạch là luyện đan sư thất tinh sao? Thông qua biện đan, khảo hạch luyện đan sư thất tinh, chắc chắn không thể nào hoàn thành được. Lục Phong và đám người thích phó viện trưởng đồng thời lắc đầu. Truyền tin Ngọc Phong là đưa tin cho luyện đan sư thất tinh đã không phải là khảo hạch lục tình nữa mà là thất tinh. Trường Huyền kia chỉ là một tên tân sinh, tiểu gia hỏa 20 tuổi mà thôi, làm sao có thể khảo hạch được luyện đan sư thất tinh được? Đoán chừng Hắn cầu lấy một ít đan phương cấp 7 đây. Dừng lại một chút, còn một vị phó viện trưởng nói. Đưa tin cho luyện đan sư thất tình chỉ có đúng hai loại khả năng. Một, khảo hạch luyện đan sư thất tình. Hai, hướng luyện đan sư thất tình cầu đan dược, đan phương cấp 7. Mặc kệ là thế nào, muốn khởi động truyền tin Ngọc Phong đều cần 10 đan dược cấp 6 trở lên. Làm sao mà thế chấp được? Tên này làm sao mà có nhiều đan dược như thế chứ? Vị phó viện trưởng kia lại nhịn không được nói. Luyện đàn sư thất tinh bề bộn rất nhiều việc, không phải là người muốn quấy nhiễu hắn liền có thể quấy nhiễu được. Muốn khởi động truyền tin Ngọc Phòng liên hệ nhất định phải có thủ lao đối ứng, mà cái này chính là đan dược cấp 6. Chỉ có lấy ra được 10 viên đan dược cấp 6 trở lên mới có thể khởi động được bình phong, đó chính là quy định. Nguyên nhân chính là như vậy, tổ đường của luyện đàn học viện thành lập không biết bao nhiêu năm nay nhưng mà có rất ít người câu thông luyện đàn sư thất tinh. Bởi vì không phải ai cũng dám, thực sự đánh đổi quá cao. Tên Trường Huyền này coi như là thiên tư vô song nhưng mà cũng chỉ là thanh niên chừng 20 tuổi thôi. Mua nhà cũng lại tốn sức, làm sao có thể đợi một hơi lấy ra 10 viên đan dược cấp 6 được. Nhưng những truyền tin Ngọc Phong này trước đây không lâu vừa mới được khởi động qua. Cũng đã nói đã có người lấy ra 10 viên đan dược cấp 6, đồng thời cùng với luyện đan sư thất tính đối thoại đó. Chủ phó viện trưởng lại không nhịn được nói. Mặc dù đúng là không tin nhưng mà truyền tin Ngọc Phong này đã từng được khởi động, lại có thể nhìn ra không làm được giả dối. Vậy chẳng lẽ Nghĩ tới điều gì con người của Lục Phong đột nhiên lại co rút Đang muốn nói chuyện Lại chỉ thấy có một người vội vã đi vào Viện trưởng à Không sóng rồi Là trung niên khoảng 40 tuổi lão sư trưởng quản đan dược phòng Làm sao chứ Lục Phong lại nhíu mày Vội vã nhìn qua Đan dược phòng Trừ vì viện trưởng lão sư luyện chế đan dược cấp 6 Tất cả đều Tất cả đều Vị trung niên này cũng giống như là gặp quỷ Bờ môi không ngừng run lên Đan dược làm sao Thấy hắn nửa ngày cũng không nói ra lời Thiết viện phó nhịn không được nói Tất cả đã tự mình chạy Hết chương Chương 1495 1496 Lục phong phát điên Cái gì chứ Tự mình chạy Tự mình chạy là có ý tứ gì Lục phong cùng với bốn vị phó viện trưởng khác đều ngẩn ngơ luyện đan sư lục tinh luyện chế ra đan dược ngoại trừ lưu ra một chút cho mình sử dụng dư thừa đều sẽ lấy ra mà bán cùng với những dược vật này bình thường đều phải đặt ở trong đan dược phòng có lão sư chuyên môn dựa theo giá cả thống nhất mà bán ra vị trung niên nhân này chính là lão sư chịu trách nhiệm chuyện đó tài sản của tất cả luyện đan sư lục tinh bên trong luyện đan sư học viện lại có thể nói đặt tất cả tại đan dược phòng người bây giờ lại nói với chúng ta đan dược tự mình chạy sao nói đùa cái gì đó thực sự là tự mình chạy. Bờ môi của trung niên nhân kia run rẩy, tràn đầy sự lo lắng, nhưng mà không biết giải thích thế nào cho phải. Có thể trở thành lão sư học viện, hắn nắm giữ thực lực danh sư lục tinh, để cho người ta thực lực như vậy, nói chuyện cũng lại không quá rõ ràng, có thể thấy được gặp phải một sự tình để cho hắn khiếp sợ đến bao nhiêu. Vậy tới tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Khuôn mặt lục phòng lại trầm xuống, nhịn không được trách mắng. Nói rõ chi tiết sự tình một lần đi. Là, là như thế này, Vừa rồi, ta ở bên trong đan dược phòng, kiểm tra đan dược. Kết quả là, những đan dược đó đột nhiên lại bay lên, thẳng tắp, vọt luôn ra khỏi phòng. Cứ như vậy mà chạy mất. Trung niên nhân kia lại nói. Đan dược, tự mình bay đi. Năm vị viện trưởng và cả đám trợn mắt há hốc mồm. Đan dược cấp 6 cũng giống như là vũ khí linh cấp, mặc dù đã có linh tính rồi nhưng mà không có nhận chủ, làm sao có thể tự mình chạy loạn lên được mà muốn để cho đan dược nhận chủ so với vũ khí nhận chủ lại càng khó coi như là luyện đan sư luyện chế ra cũng rất khó có thể làm được huống chỉ là ngoại nhân mấu chốt nhất chính là để cho nhiều đan dược như vậy đồng thời nhận chủ cái chuyện này hoàn toàn không có khả năng vậy trước khi đan dược bay lên có kẻ nào tiến vào bên trong đan dược phòng hay không lục phong nghĩ đến điều gì lại hỏi thì là có một tên thanh niên khoảng chừng có hai mươi tuổi thôi hắn đi vào lại nói muốn tùy tiện nhìn xem, mỗi một đan dược lại đụng lấy một cái, nhưng mà hắn lại cũng không có mua. Không lâu sau, hắn đã rời đi rồi. Suy nghĩ một chút, trung niên nhân kia nói. Có thể mua nổi đan dược cấp 6 không nhiều, sáng ngày hôm nay lại tới một người, tự nhiên lại nhớ rõ ràng rồi. Thanh niên, lại chừng 20 tuổi, có phải là bộ dạng của hắn thế này không? Ngón tay lục phòng lại điểm một cái, chân khí trong không trung hiển hóa ra chân dung một người, hắn chính là Trương Huyền tu vi đến thánh giả chân khí đã có thể làm ra rất nhiều sự tình không có tưởng tượng ra được loại hiện ra chân dung đó chỉ là một trong số đó đúng rồi chính là hắn trung nhân nhân lại vội vã gật đầu quả nhiên tất cả lại choáng váng lục phong xí chút nữa thì phát điên một mực lo lắng cái tên trường huyền này sẽ biến luyện đàn học viện thành y sư học viện mất đủ những loại phòng ngự nhưng mà kết quả là gì bị người ta không làm sập một kiến trúc nào hết mà là tịch thu luôn cả hang ổ rồi vì luyện chế ra những đàn dược cấp 6 kia, toàn bộ luyện đan sư công hội hào tốn không biết bao nhiêu công sức, tiêu hao không biết bao nhiêu vật tư. Lại có thể nói rằng, mấy vị viện trưởng bọn họ, trước khi mà đan dược không có bán ra, tất cả đều là mắc nợ một đống. Hiện tại thì hay rồi, ngón tay đụng có mỗi một cái, những cái đàn dược đó toàn bộ đã nhận chủ rồi chạy đi. Đây là muốn để cho tất cả luyện đan sư lục tình của luyện đan sư công hội chúng ta phá sản đây. Luyện đan lâu sập, chỉ cần có tiền, vẫn có thể trùng kiến, hơn nữa, danh sư học viện, luyện đan sư công hội đều sẽ phải gánh chịu lấy một chút, nhưng mà những đan dược này đã biến mất rồi. Mấy vị viện trưởng bọn họ, đừng có mà nói đã trở nên một nghèo hai trắng, ngay cả dạy học sinh cũng lại không có bất cứ vốn liếng gì. Lục Phong lại che ngực. Tầm của ta, phổi của ta, bây giờ tới gan của ta. Nhìn qua một chút đi. Mấy người vội vã đi đến đan dược phòng, khi mà thấy toàn bộ kệ thuốc giống tuyết, cả đám mặt mày như giấy trắng, Đan Dược đã tự mình bay đi, không có chứng cứ xác thực, coi như có tìm trường huyền, chỉ cần cái tên này không có thừa nhận, bọn họ làm sao có cách nào chứ. Vừa rồi, thanh nên tới đụng vào Đan Dược kia đi đâu rồi, ngươi có biết hay không? Lục Phong nhịn không được, lần nữa lại nhìn về phía Trung Niên Nhân. Hắn, hình như đi về phía Đan Sư Đường. Suy nghĩ một chút, Trung Niên Nhân lại gật đầu. Đan Sư Đường. Lục Phong lại thoáng một cái. Thôi xong rồi lại không quan cái khác, thẳng tắp phóng ra bên ngoài, mấy vị phó viện trưởng khác cũng giống y như là gặp quỷ, vội vã đuổi theo. Đan sư đường chính là địa phương luyện đan sư đi học, tất cả học viên học tập luyện đan sẽ tới nơi này. Mỗi khi mà tên này chạy tới, giảng bài giống như là ở tàng thư khố, Móa nó chứ, chỉ sợ toàn bộ cái luyện đan học viện này sẽ không còn một bóng người. Cái tên này đi luyện khí sư học viện, y sư học viện, mặc dù đã làm sập hết cả kiến trúc, nhưng mà làm cho hai học viện này danh khí lớn hơn, để cho càng nhiều người đi học tập hai cái chức nghiệp này hơn. Nhưng nếu như cũng giống như là ở tàng thư khố, tất cả mọi người lại chạy tới lùi khóa, tất cả lão sư lại mất học sinh, luyện đàn học viện coi như là xong đời rồi. Một cái học viện, học sinh là đầu tiên, lão sư lại không có học sinh nào mà dạy, làm sao có thể gọi là lão sư được? Mẹ nhà người chứ, cầm đi tất cả đàn dược cấp 6 không có nói gì, lại còn muốn tất cả học viên của ta phải rời đi. Đây là muốn đoạn căn bản của luyện đàn học viện của chúng ta có phải không? Lục Phong lại che ngực. Tầm của ta, phổi của ta, gan của ta, giờ tới thận của ta mấy vị phó viện trưởng nhanh như là điện chớp, giống như là gió lốc, mười mấy hồ hấp liền đã tới đan sư đường. Chỉ là nhìn thoáng qua, tất cả lại muốn khóc. Chỉ thấy cái đan sư đường trước đó dòng người như nước, giờ phút này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con lăn tăn, hầu như lại không có bóng người nào. Mấy vạn người ở đan sư đường hình như đã bị chuyển không hết cả rồi, ngay cả quỷ ảnh lại cũng không còn thấy. Ngô lão sư à, học sinh đâu hết rồi, học sinh ở chỗ này đâu, tìm qua một vòng rốt cuộc lại tìm được một lão sư lục phong lại nhịn không được tiến tới ngô lão sư ngô điền là luyện đan sư lục tinh trưởng lão của học viện viện trưởng à người tới thực sự là đúng lúc đó ta lại đang định chào từ biệt ngươi không có trả lời hắn ngô lão sư lại một bên thu thập hành lý một bên lại nói chào từ biệt lục phong lại cứng đơ vẻ mặt lo lắng chẳng lẽ là bởi vì cái tên trương huyền kia à. Đúng rồi. Ngô Điền lại gật gật đầu, cười cười. Vừa rồi ta có nghe Trương Sư giảng bài, ta đã hiểu ra, đã bài hắn làm thầy rồi. Từ giờ trở đi, không còn giữ chức trưởng lão luyện đàn học viện nữa, mà ta sẽ đi huyền huyền hội làm một hội viên bình thường thôi. Ta phải cố gắng tiềm tu, tranh thủ sớm ngày đột phá mới được. Cái gì? Người bái hắn làm sư? Bờ môi của Lục Phong lại co rút, suýt một chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi lại có thể để cho vị ngô điền này chạy tới dạy cho mấy vạn người có thể thấy được địa vị tại luyện đàn học viện nhân vật cao siêu như thế này vậy mà đi bái cái tên trường huyền đó làm sư mẹ nhà ngươi bị nhúng nước sao không chỉ là như vậy lại còn muốn đi huyền huyền hội là một hội viên bình thường thôi hội hội cái em gái nhà ngươi huyền huyền hội là một tổ chức học sinh mà thôi ngươi một cái tên trưởng lão già đầu chạy qua để làm gì à, được rồi không có nói nhiều nữa xin cáo từ khi nói chuyện, Ngô Điền thu thập xong hành lý, hắn xoay người cười cười rời đi. Ngô trường lão, không có vội vàng. Người bái trường huyền làm sư, vậy các lão sư khác đâu rồi? Đan sư đường chúng ta tổng cộng là hơn 340 vị lão sư, tất cả đã đi đâu rồi? Thấy hắn muốn đi, Lục Phong vội vã hồ lên. Mặc dù ngươi là trường lão, ở học viện rất là trọng yếu, nhưng chỉ cần các lão sư khác vẫn còn, đi một người, hai người, không tính là cái gì hết, nhưng mà tại sao nơi này cứ giống tuyết Học sinh không thấy đâu mà lão sư cũng lại kiếm không ra À Nhưng lão sư đó bái sư lại còn sớm hơn cả ta nữa Ai, Đúng là một cái đám tặc vô cùng mà Sớm liền chạy tới huyền huyền hội ngay giảng bài trước rồi Lại không có tán gẫu với ta Nếu như mà không làm trễ nải chương trình học Ta liền rơi phía sau mất Ngô Điền lại vùng vùng tay Ánh mắt lộ ra vẻ mạnh mẽ Càng đi lại càng nhanh Bóng người rất nhanh đã biến mất không còn thấy tâm hơi Cái gì? Bái sư cả rồi thân thể lại thoáng một cái lục phong lại đặt mông ngồi dưới đất không còn phong độ và tư thái của một viện trưởng đúng là tề liệt tâm can mà lấy đi đàn dược học sinh của ta lại không nói ngay cả lão sư của ta cũng lấy luôn đi làm đồ đệ của ngươi rồi sống biết như vậy người lại còn không bằng làm sập luôn cả cái luyện đàn học viện của chúng ta luôn đi trao xong hiện tại học sinh và lão sư đã mất hết giữ lại cái xác học viện làm gì có ý nghĩa gì nữa lục phong và tứ đại phó viện trưởng đều cảm thấy đúng là sắp khóc tới nơi rồi viện trưởng à nếu như không phải là người cứ nhất định muốn lấn vào trong sự tình của Viêu Hư, ta lại cảm thấy học viện của chúng ta nhiều nhất chỉ là sập một chút thôi. Hiện tại bây giờ phải làm sao đây? Chủ phó viện trường lại thực sự nhịn không được, mở miệng nói. Cái này... Lục Phong lại chảy ra nước mắt. Đổi lại lại trước đó, nói học viện bị sập một chút, hắn khẳng định sẽ đánh cho đối phương tơi bời. Thế mà bây giờ, nếu như sự thật xảy ra như vậy thì tuyệt đối sẽ mở cờ trong bụng. Luyện đàn học viện, mệnh danh thứ nhất bên trong danh sư học viện là bởi vì học sinh rất nhiều, lão sư cũng nhiều. Hắn cũng từ đó có thể trở thành đứng đầu thập đại trưởng lão, đại diện cho học viện viện trưởng. Thế mà bây giờ, toàn bộ học viện chỉ còn dư lại có mấy người bọn hắn. Chỉ huy một mình, chỉ sợ ngay cả kinh hồng viện cũng lại chẳng có ai sánh bằng. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Trái tim, lá phổi, lá gan hay là quả thận của ta, hiện tại ngay cả bàng quang của ta cũng lại nhìn không được đau đớn. Không được, đi qua nhìn một chút. Ta không tin, hắn chỉ là một tên học sinh, lại thực sự có thể để cho luyện đan sư học viện chúng ta, hơn 300 lão sư, hơn 6 vạn học sinh, lại có khăng khăng một mực như vậy. Trong lòng buồn bực, Lục Phong lại cắn răng, lần nữa đứng bật dậy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là danh sư lục tinh, tùy thời lại có thể đột phá, để cho hắn bội phục một tiểu nhân vật không có tới 20 tuổi sao, nằm mơ. Được rồi. Thấy hắn kiên trì, chủ phó viện trưởng lại không nói thêm nhiều lời, những người theo phía sau lại đồng thời đuổi theo ngô lão sư đi khoảng 20 phút tới khu Tân Sinh cũng chính là tổng bộ của Huyền Huyền hội. Từ xa nhìn lại, người người tấp nập, một mảnh đầu người, không biết là có bao nhiêu người nữa. Chỗ cửa lớn có ba vị học sinh năm thứ tư thủ bên ngoài, có tay cầm trường thương, có lại cầm đại đao, tinh khí mười phần. Đây chính là đám người ưng cần vào bạch diện khi trước đánh cược thua. Sau cửa lớn là một tên mập mạp, ngồi ở trên ghế, tay cầm một cái giỏ trúc, đùi to mập, không ngừng lắc tới lắc đi, thấy mấy người này đi tới, lập tức tiến tới ngành đón. Ây da, à, đây không phải là lục viện trưởng hay sao? Muốn đi vào trong nghe giảng bài là có thể đó. Mỗi người một viên linh thạch thượng phẩm. Công bằng và công chính, già trẻ không lừa gạt. Người nói cái gì? Ra mặt của lục phong lai động, suýt một chút nữa thì phát nổ. Lục phong viện trưởng, mọi người cùng là trường lão học viện. Ta đây cũng lại không cần phải khách sáo. Ta sẽ xưng hồ người một tiếng sư huynh đi. Lục sư huynh, hiện tại lão sư đang truyền thụ luyện đan rất là tinh diệu người muốn đi vào liền hãy giao ra tiền đây là quy củ rồi cũng là tôn trọng đối với nghề nghiệp nhà giáo tôn cường tôn thúc cũng là theo quy củ mà làm việc thôi chúng ta là vãn bối đừng có làm khó dễ cho thúc thúc của ta nghe được cái lộn trịnh dừng lại đi ra ôm quyền nói sư huynh tôn cường tôn thúc lại còn làm vãn bối lục phong lại mắt tối sầm lại mẹ nhà người chứ lúc nào mà ta so với cái tên mập mạp chỉ biết lấy tiền này lại cũng kém cả một đời rồi Hết chương. Chương 1497, 1498, đàn viện xong rồi, hài hợp một. Chúng ta không phải là tới để nghe khóa. Trương Huyền Mê hoặc học viên của luyện đan sư học viện, chúng ta phải tới xem. Hắn đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mà người người không có nhận ra. Biết tiếp tục xoắn suýt bối phận, đối phương khẳng định sẽ nói ra một đống lớn lạo đạo lý. Lục phòng lại hất ống tay áo. À, bớt nói nhảm đi, Nghe giảng bài, liền nghe giảng bài, nói đường hoàng như vậy để làm gì? Hiện tại, mà kệ người nói giả hoa, muốn đi vào, đưa tiền ra đây. Nếu như không, ta mà hô lên, đoán chừng rất là nhiều học sinh lại muốn nhìn anh tư hiên ngang của người một chút đó. Tôn Cường lại dối lưng, biểu môi nói. Người! Lục Phong lại tức tới, sắc mặt đỏ lên, siết chặt nắm đấm nếu như mà thực sự để cho cái tên này kêu lên, không có cần phải nghĩ, hắn cũng lại chẳng cần phải làm đại viện trưởng làm gì, chỉ riêng cái mặt thôi, vẫn có thể bị mất mặt mà chết rồi. Viện trưởng à, chúng ta vẫn là đi vào trước đó rồi nói. Biết viện trưởng không cách nào có thể trả lời, chủ phó viện trưởng lại vội vã tiến tới đưa năm viên linh thạch thượng phẩm. Cho ngươi. Ừ, cái này thì còn tạm được. Ánh mắt tôn cường lại sáng rực thành viên bên trong huyền huyền hội không thể nào không lấy tiền bên ngoài tới ngày khóa lại không có mấy cái luyện đàn sư học viện xông tới mấy vạn học sinh lão sư cơ bản đều là nhập hội thực sự vất vả lắm mới bắt cái oan đại đầu tự nhiên phải dọa dẫm một tí chứ dù sao đối phương cùng với thiếu giả trở mặt mình khách khí với hắn để làm gì đường đường là luyện khí sư học viện viện trưởng chắc chắn hắn lại cũng không dám ở trước mặt của rất nhiều học sinh như vậy gây khó dễ với vị thúc thúc của khách hành trưởng lão đâu nếu như mà thực sự xé toàn cái mặt ra là tốt nhất, dễ dàng để cho thiếu gia hà giận. Lúc chưa, cái tên này là cực kỳ phát lối mà. Thấy chủ phó viện trưởng lại cho linh thạch, Lục Phong lại tức tới nỗi run rẩy, lại không để ý tới Tôn Cường mặt mũi hưng phấn, lại nhấc chân đi vào phía bên trong. Địa phương của Huyền Huyền hội rất là rộng rãi, mặc dù đã dung nạp đến mấy vạn người rồi, nhưng mà thoạt nhìn không có tính là quá chen chúc, đi về phía trước vài bước, Lục Phong lại nhịn không được dừng lại, còn người cò rút. Lỗ đàn sư, Tại sao ngươi lại ở đây chứ Đằng sau đám người Có một lão giả đang hai mắt sáng quắc nhìn lên phía trước Nghe được thanh âm hắn xoay đầu lại Không phải là ai khác Mà chính là túc lão nổi danh luyện đan sư học viện Lỗ ất, lỗ đan sư Vị lỗ đan sư này Coi như không có tuổi tác lớn như là vưu hư Nhưng mà cũng không hề thua kém Tuyệt đối vượt qua đến 900 tuổi rồi Là công thần cùng với nguyên lão chân chính của luyện đan sư học viện bởi vì không cách nào có thể đột phá. 30 năm qua, một mực bên trong biệt viện an dưỡng, rất là ít khi ra ngoài. Coi như hắn có tổ chức đàn viện đại hội cũng lại không thèm xuất hiện. Tại sao tự nhiên đã có mặt ở đây? Đừng có mà nói chuyện chứ, mau chóng mà nghe giảng bài đi. Diệu, thật là diệu. Luyện đàn có thể sử dụng cái loại phương pháp đó, quả thực không thể nào tưởng tượng ra, không thể nào tưởng tượng ra. Khoát tay, lỗ ất đàn sư lại không thèm để ý tới viện trưởng, hắn cứ tiếp tục nhìn về phía trước lỗ đan sư lỗ đan sư lục phòng sạm mặt đang muốn nói chuyện tiếp liền đã bị thích phó viện trưởng bên người kéo một chút viện trưởng à người xem quần áo của lỗ đan sư kìa quần áo chỉ nhìn thoáng qua khóe miệng của lục phòng lại co giật vì túc lá của luyện đan sư học viện này mà quần áo vẫn là danh sư bào chỉ là trên ngực của hắn theo ba chữ to huyền huyền hội rất là hiển nhiên ngay cả hắn cũng đã gia nhập vào đây rồi không chỉ là lỗ đan sư viện trưởng người nhìn xem thích viện phó lại chỉ chỉ lục phòng lại vội vã nhìn lại lập tức thấy được mấy bóng dáng quen thuộc trong đám người bạch đan sư hắn không phải là xa nhà đi du lịch đó sao để cho hắn giảng giải một lần cũng lại không muốn nguyện ý tại sao hắn lại mặc y phục của huyền huyền hội vậy nhậm đan sư thanh hỏa luyện đan pháp của hắn hiện tại cũng là chương trình học lưu hành nhất của học viện Hắn là một trong mấy đàn sư cống hiến lớn nhất cho học viện chúng ta, lại đứng hàng học viện danh nhân bảng đó. Hắn mà cũng gia nhập Huyền Huyền hội. Cầu đàn sư, ta lại còn cùng với hắn đi học qua. Mỗi khi nhìn thấy một người trên mặt của lục phong viện trường lại đen như là cái đáy nồi, nhìn xong tất cả mọi người rồi, đúng là cảm thấy đúng là mình đã phát điên. Luyện đàn sư học viện này một chút láo ra hỏa về hưu, hắn bình thường mời lại cũng không mời được, làm sao có thể chạy tới nơi này, tự nhiên lại gia nhập vào trong Huyền Huyền hội vậy? Học sinh này tổ chức học hội, thế mà có tác dụng lớn đối với lời nói của một viện trưởng giáo. Mấu chốt nhất chính là nghe giảng bài như mê như say. Quả thực là điên hết cả rồi. Viện trưởng, cái đó có phải là Lục Huy hay không? Ngay thời điểm Lục Phòng cảm thấy sắp bạo tạc tới nơi, thích viện phó lại chỉ chỉ. Lục Phòng lại thoáng một cái. Chỉ thấy trong đám người có một thanh niên vẻ mặt hưng phấn nhìn lên trên đài, hai mắt tỏa ra ánh sáng giống như là thấy được thần tượng của mình không phải là học sinh thân truyền Lục Huy vừa rồi bẩm báo với hắn thì là ai? Vừa rồi thời điểm từ tàng thư khố đi tới luyện đan lâu, không cùng với tên này ở chung một chỗ, từ khi nào mà chạy tới đây vậy? Trên người lại còn mặc quần áo của Huyền Huyền hội. Thế này là thế nào? Lúc này mới rời đi bao lâu chứ? Chẳng lẽ người đã làm phản rồi? Lục Huy. Hắn nhìn không được trách mắng một tiếng. Nghe được thanh âm, Lục Huy lại mới phát hiện ra lão sư cũng tới, vội vã đi ra khỏi đám người, khẽ không người. Lão sư, ta Mới vừa rồi ta đã nhìn thấy nhiều người tới nghe khóa như vậy Liền lại không nhịn được tới Ta vừa mới nghe xong Lại cảm thấy thực sự là quá tốt Liền đã gia nhập vào huyền huyền hội Sở lão sư trách cứ Lục Huy vội vã ôm quyền Cái gì mà thật tốt Thật tốt cái gì Lục Phong lại chán nản vẻ mặt ửng hồng Đúng là sắp nhỏ máu tới nơi Có phải là người Cũng là muốn lui khóa luôn hay không ờ, cái này Nếu như mà lão sư có thể thành toàn cho ta lại lại là tốt nhất lục huy lại vào đầu thành toàn cái em gái nhà ngươi lục phong lại tức tới nghiến răng nghiến lợi cảm thấy đúng là sắp phát điên tới nơi rồi mới vừa rồi ngươi nói lời thể son sắt nói cái tên trương huyền này là cái chuyện gì xảy ra vậy không có được 10 phút liền đã làm phản ta ngươi có thực sự là đệ tử của ta hay không ta ngược lại là muốn xem xem tên này đến tột cùng là có ma lực gì thực sự lại nhịn không được hắn ngẩng đầu nhìn tên thanh niên đang giảng bài trên cao ngay lúc này, thanh niên kia đã giảng xong tri thức, đang trả lời vấn đề. Trương sư, thời điểm ta luyện chế tôi dương đan, sau khi xuất hiện thành đan, đan thể đã biến thành vàng, vậy không biết ta giải quyết thế nào đây? Có một luyện đan sư lại nhịn không được hỏi. Ừ, tôi dương đan, rèn luyện dương mạch, để cho nó càng thêm tinh thuần hơn. Có loại công hiệu đó, người luyện chế cũng lại cần dương hỏa chắc thịnh mới được. Người ở trên việc tu luyện mặc dù không ngại, nhưng mà từ nhỏ lưu lại, hàn tật, thân thể hơi hư, luyện chế ra một cái loại thuốc như vậy, tình khí không đủ, mặc dù cũng thành đan, nhưng mà dược lực của nó không thể mãnh liệt được. Thanh niên ở trên đài lại nhìn thoáng qua nói, nếu như ta nhìn không nhầm, người luyện chế tôi dừng đan, hiệu quả lại trở nên rất bình thường có phải không? Vâng. Luyện đan sư này vội vã gật đầu, đối phương nói giống y như là kinh nghiệm của hắn như đúc, không khác biệt chút nào. Ừ, như vậy đi, người đã gia nhập huyền huyền hội, ta lại cũng không thể nào mặc kệ hội viên của bản thân được nơi này có một viên trước dương đan cấp 6 song khi, khi người phục dụng liền lại có thể bài tiết ra hàn khí trong cơ thể, không chỉ về sau luyện chế ra tôi dương đan không có vấn đề gì, lại càng có thể để cho tu vi của người tiến thêm một bước, đột phá đạp hư cảnh ràng buộc đấy. ngón tay Trương huỳnh lại búng ra, có một viên thuốc bay đi. hả, thuốc này là của ta mà. nhìn thấy đan dược bay ra, khóe miệng của thích viện phó bỗng nhiên lại co rút, nhịn không được mở miệng. viên đan dược này không phải là cái khác, chính là ta luyện chế. Đặt ở trong đàn dược phòng Chuẩn bị bán đi Vâng Không có người nào để ý tới hắn la lối Luyện đan sư lại đưa tay tiếp nhận đàn dược Há miệng lại nuốt vào Không bao nhiêu lâu sau Trên đầu hắn có linh khí hội tụ Ngay sau đó hắn giống to Khí tức nối thẳng lên trên trời Tầm phong cảnh đã tới Đà tả chương sư Đà tả chương sư không nghĩ tới giải quyết bệnh kín của thân thể lại còn là một lần nữa hành động đột phá vì luyện đan sư này đối với thanh niên trên đài cảm động rơi nước mắt không người quỳ gối. Trương sư à, ta, ta cũng có vấn đề. Lập tức lại có thêm mấy người hỏi ra vấn đề. Thanh niên ở trên đài lại nhắm thẳng vào thể chất cùng với vấn đề của mỗi người, trả lời thành thạo điêu luyện, nhìn thấy sắp đột phá lại cũng ban cho đan dược cấp 6. Dưới đài, thành âm đột phá không dứt bên tai. Nhìn mà đám người lục phong rất là nhức nhối, đối phương bàn cho những đàn dược đó đều là do bọn họ tốn hao đánh đổi cực kỳ to lớn và luyện chế ra mỗi một cái đều có giá trị không hề nhỏ hiện tại xem ra để cho cái tên này tùy tiện tặng cho người ta càng nghĩ càng điên tức giận đến nỗi sắp bạo tạc tới nơi nhưng mà lục phong biết lúc này mà chạy tới đòi đàn dược vậy thì khẳng định sẽ bị các học sinh tại chỗ mà đuổi thẳng cổ ra ngoài về trước đi cắn dòng một cái hắn xoay người rời đi đối phương bắt cóc học sinh của hắn bắt cóc lão sư của hắn thế thì thôi hắn cũng lại chẳng nói lại còn dùng đan dược của hắn mà lôi kéo lòng người nữa càng nghĩ càng cảm thấy phát điên nếu như mà tiếp tục xem tiếp tuyệt đối sẽ tức chết nhưng mà cái chuyện này báo lên trên danh sư đường hắn không chỉ là không chiếm lý mà làm không cẩn thận còn sẽ bị chửi mắng trong một trận giá trị lớn nhất của đan dược không phải là lưu lại bên trong quan sát mà là dùng tới chỗ cần đối phương cầm đan dược của hắn để làm người tốt nhưng mà xem như hắn đây cũng không thể nào không thừa nhận được sử dụng vừa đúng lúc đúng chỗ là có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của dược vật. trở về mấy vị phó viện trưởng kia lại sững sờ, không phải là người tới tìm phiền toái để cho những tiền học sinh này phải trở về với người sao? trực tiếp mà rời đi như vậy sao? không quay về thì còn có thể thế nào nữa? người lại cảm giác các ngươi bây giờ lại có thể lôi được những học sinh này về sao? lục phong viện trưởng lại cắn răng. cái này mấy vị phó viện trưởng lại lắc đầu. Những lão sư kia bọn họ lại kéo không đi Chớ nói chỉ là học sinh chứ Trở về làm sao bây giờ Đàn viện lão sư đều ở nơi này rồi Học sinh lại cũng ở nơi này Toàn bộ cái luyện đàn học viện tương đương với xong rồi Trở về cũng là cái lan can tư lệnh thôi Làm sao bây giờ sao Ta trở về liền sẽ tổ chức đại hội trưởng lão Lục phòng cắn răng Đối phương không lôi kéo được lòng người, mấy vạn học sinh ở chung một chỗ, xem như hắn đây, hiện tại cũng lại không có dám gầy dối, lại có thể trở về tổ chức đại hội trưởng lão, thường nghị đối sách. Nếu như không, toàn bộ cái danh sư học viện này, sư không sư, sinh không sinh, làm sao có thể thống gì? Đâu còn nửa phân bộ của dáng vẻ danh sư học viện nữa? Vâng. Thích viện phó gật đầu, không giải quyết được vấn đề này, danh sư học viện khẳng định sẽ đại loạn rồi. Thế này gọi là thế nào chứ? Vì một view hư, hại danh sư học viện lại biến thành cái bộ dạng thế này. Thực sự lại hận không thể nào băm thay cái tên này cho chó ăn mất. Bầm báo. Đã có quyết định, mấy người lại xoay người rời đi. Rời khỏi huyền huyền hội, một lần nữa trở lại luyện đàn học viện. Nhìn thấy trước kia dòng người như thoi đưa, hiện tại nửa bóng người lại cũng không có thấy. Mấy vị viện trưởng lại cảm thấy nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy xuôi xuống. Đường đường là luyện đan sư học viện, lúc nào mà thảm qua như thế chứ? Viện trưởng à, vậy không bằng người đi tìm trường sư nói lời xin lỗi đi. Nếu như không, ta lại sự luyện đàn sư học viện này đúng là sẽ xong rồi. Quá không biết bao lâu, chủ phó viện trưởng lại nhịn không được nói. Xin lỗi hắn sao? Nằm mơ. Lục phòng lại cắn răng, phá ra tiếng gào thét rất dài. Các người cứ chờ chỗ này, ta tổ chức thập đại trường lão hội nghị. À, không, còn phải tìm mộc sư tới. Không có thẩm phán tên gia hỏa phá hư nội quy trường học này. Ta không phải là họ lục trong cao ốc nguy nga của danh sư học viện. 11 chỗ ngồi đã ngồi đầy, 10 đại viện trưởng đều ở trong đó. Lục viện trưởng à, ngươi để cho chúng ta tới đây gấp gáp như thế này, đến tụi cùng là có chuyện gì chứ? Mi viện trưởng lại nhịn không được nhìn qua. Vậy chẳng lẽ người đã phát hiện ra tung tích của tử dân thú tiền bối sao? Như vậy thì tốt rồi, đến bây giờ chúng ta là một chút tâm hơi lại cũng không có nữa mấy vị viện trưởng khác từng cái ánh mắt sáng ngời. Theo như là Trương Huyền đi luyện đan sư học viện, đến thầy trò toàn bộ gia nhập Huyền Huyền hội, tổng cộng là chỉ hơn 2 3 canh giờ, tốc độ quá nhanh, học viện khác thậm chí lại còn không kịp phản ứng, thậm chí không biết đến tin tức đó. Không phải là từ dân thối tiền bối, mà là một đại sự liên quan đến danh sư học viện chúng ta, sinh tử tồn vong. Chư vị, hãy chờ mục sư tới, ta sẽ đàm phán sau. Lục phòng khóa tay áo Quan hệ học viện sinh tử tồn vong sao? Vậy chẳng lẽ những gì linh tộc lại bắt từ dương thú tiền bối đã phát hiện ra rồi? Nếu mà lại như vậy chỉ sợ một trận đại chiến không thể nào tránh rồi. Thấy thần sắc của Lục Phong như vậy, thậm chí là còn mời cả mộc sư, rất nhiều viện trưởng hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc. Dành sư đường tồn hại, đó là sư truyền thiên hạ, từng quan trọng nhất đó là bảo vệ nhân tộc, Dị linh Tổng chức mấy ngày đã bắt đi từ dân thú tiền bối khẳng định là có đại động tác, Một khi mà hắn xuất hiện bảo hộ cho nhân loại danh sư học viện này nhất định phải hoàn toàn tham chiến không thể nào đổ cho người khác được. Trong tiếng nghị luận cửa phòng mở to, mục sư đã đi đến. Gặp qua mục sư. Mọi người lại đứng dậy đồng loạt ôm quyền. Mộc sư, hắn là danh sư thất tinh từ tổng bộ đi tới là tân viện trưởng chủ trì đại cục. Tất cả mọi người lấy lễ tiết lão sư mà đối đãi, không có dám đi quá giới hạn ừ lục phong gấp gáp thế này là chuyện gì vậy mọi người vào chỗ mộc viên nhíu mày mộc sư chư vị viện trưởng đều đã tới đông đủ rồi vậy ta sẽ nói ra sự tình hôm nay lục phong nhẹ nhàng gật đầu trong tân sinh giới này có một đệ tử gọi là trương huyền chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói qua tự nhiên rất nhiều viện trưởng gật đầu chỉ có đúng mộc viên cau mày hắn đi tới học viện liền đã cảm nhận được khí tức của tử dương thú từng ra ngoài một lần bình thường đều ở bên trong tu viện cái tên trường huyền này thực sự là chưa bao giờ nghe qua mộc sư à trường huyền này hắn là mi viện trưởng lặng lẽ giải thích một chút ồ danh sư lĩnh ngộ minh lý chỉ nhãn sao danh sư học viện thế nào mà lại nhìn ra được một vị thiên tài như thế chứ nghe giới thiệu xong ánh mắt của mộc sư lại sáng rực cái gì mà vượt qua luyện khí học viện, y sư học viện, đơn đấu viêu hư, hắn lại không qua để ý. chức nghiệp phụ tu khá hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là phụ tu mà thôi. đối với mộc sư hắn mà nói, thiên phú của danh sư đó mới chính là trọng yếu nhất. danh sư lĩnh ngộ minh lý trì nhãn chỉ cần không vấn lạc, về sau thành tựu liền có thể đoán ra. cái loại thiên tài cấp bậc đó, đừng có mà nói tại phân bộ thanh nguyên đế quốc, coi như là thánh nhân quý tộc cũng lại ngàn năm không ra được một vị. mộc sư ta lại khuyên người trước không có vội cao hứng, hãy nghe ta nói cho hết lời. người này thiên phú rất lợi hại, làm việc thiện ngược lại thì cũng thôi, vẫn có thể xem là một chuyện may mắn của danh sư đường. nhưng một khi hắn làm ác, ta lại sợ toàn bộ học viện của chúng ta lại không thể nào chịu đựng được, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. thấy hắn hưng phấn, dường như mang theo dự định muốn thu đồ, lục phong lại vội vã nói. làm ác sao? Đ mộc sư lại gật đầu danh sư nắm giữ mình lý trì nhãn nhìn xuyên ngụy trang xem thấu dối trá thẳng tới bản chất mở đường giảng bài tu luyện công pháp mọi việc đều rất là thuận lợi nhưng một khi làm điều ác cực kỳ đáng sợ mặc dù danh sư đại lục tạm thời không có ghi chép tương tự nhưng mà đã xuất hiện qua sự tình thiên tài danh sư phản bội nhân tộc bảy ngàn năm trước nhân loại có một thiên tài hàn môn trước 30 tuổi khảo hạch danh sư thất tinh thành công chấn động một thời vốn lại còn cho rằng người này sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới bát tinh thậm chí cao hơn nhưng kết quả là gì? Danh sư đường bởi vì một sự tình làm ra ngộ phán để cho hắn giận dữ, chém giết toàn bộ 37 vị danh sư oan uổng hắn. Trận chiến đó, có một đế đô bao phủ 3.000 dặm đều đã bị đánh thành bột mịn, hơn 5 triệu người mất mạng, tình huống khốc liệt, không thua kém gì trên vạn, dị linh tộc xâm lấn. Bởi vì tạo ra kết quả quá mức nghiêm trọng, danh sư đường không cách nào có thể bao che, đành phải hạ danh sư truy sát lệnh, phái ra danh sư cấp bậc cao hơn để vây quét hắn. Vị thiên tài này biết được lệnh truy sát, vừa chiến vừa trốn, lấy thần của mình làm mồi nhử, hấp dẫn hơn 9000 danh sư lục tinh đi đến, ở trong phục ba lĩnh cùng với dị linh tộc bố trí mai phục. Trận chiến đó kinh thiên động địa, mặc dù thành công chém giết vị thiên tài này, nhưng danh sư đường cũng đã tổn thất rất lớn, vẫn lạc dòng giá đến 3 vị bát tinh, 134 vị thất tinh cùng với 7612 vị danh sư lục tinh. Sử xưng phục ba chi ách lại có thể nói, sau khi khổng sư nhất thống đại lục đến vài vạn năm, danh sư đường đã tổn hại thương quy mô nhất coi như là toàn bộ danh sư tổng bộ cũng lại động đến gần cốt. Bởi vậy sau việc này, danh sư đường cũng đã sửa lại quy củ, tuyển nhận tân danh sư, mặc dù thiên phú cũng rất là trọng yếu nhưng mà tâm tính và phẩm đức cùng với thành mục tiêu khảo hạch. Nếu như mà hai điểm này không phá quan, cấp cho bồi dưỡng càng lớn sẽ mang tới cho nhân lực, nhân tộc, nguy cơ lớn hơn. Danh sư nắm giữ mình lý trì nhán, nhìn chung lịch sử lại cũng không nhiều. Mỗi một cái đều là có kinh tài tuyệt diễm, là siêu cấp nhân vật oanh động đến mấy trăm năm, cái loại người đó tất nhiên có thể khiến cho nhân tộc càng thêm cường đại nhưng nếu như ngươi làm ác tạo thành kết quả sự rằng sẽ đáng sợ hơn cả phục ba chị ách vậy chẳng lẽ trương huyền này tâm thuật bất chính phẩm đức không hợp sao mục sư lại mang theo vẻ nghi hoặc nếu như thực sự như vậy thì cũng nên phải cẩn thận nếu như không hơi không cẩn thận sẽ mang tới tai nạn cho toàn bộ cái đại lục này làm sao có thể chứ mì viện trưởng lại nhịn không được mở miệng vị trương sư này vì có thể để cho càng nhiều học viên tiến vào bên trong học viện nhân tộc lại càng thêm cường đại bản thân hắn khảo hoạch lấy được bốn vạn điểm tích lũy không có ràng buộc tiến cho người khác lòng dạ hắn như vậy làm sao có thể làm ác được mi viện trưởng không có nên bị mặt ngoài của hắn che đậy hắn làm như vậy đơn giản là muốn lôi kéo lòng người thành lập ra cái huyền huyền hội đó mà thôi lục phong lại vẫy tay huyền huyền hội mộc sư lại nhìn qua Huyền huyền hội là tên trương huyền đó liên hợp hình thành tổ chức học sinh. Một học sinh thành lập học hội, đoàn kết danh sư, cùng nhau tiến bộ. Điểm đó, học viện không có can thiệp. Nhưng mà tên này mới tiến vào bên trong học viện, đủ những loại lấy lòng, kéo bè kéo cánh, rõ ràng, mưu mô quấy rối. Lục Phong nói. Lục viện trưởng à, thân là một danh sư, mong hãy nói năng cẩn thận đi. Mì viện trưởng lại sầm mặt lại. Cái gì gọi là kéo bè kéo cánh, một tổ chức học sinh chính là mưu đồ quấy rối sao? Nếu như tin tức của ta không sai, vị trương sư này cũng không hề biết và cũng không hề muốn thành lập huyền huyền hội, mà là thấy rất nhiều tân sinh bị lão sinh chèn ép, lúc này hắn mới bị bức bách thành lập thôi. Khuôn mặt của vệ nhiễm tuyết cũng rất là khó coi. Danh sư, không chứng cứ, liền không thể nào nói bậy được. Nếu như không, một khi ngươi định tội sẽ làm cho không người nào có thể xoay chuyển được. Nói năng cẩn thận sao? ta đã nói năng rất cẩn thận rồi. Được, nói tới chuyện này, ta cũng không che giấu, liền nói ra chuyện ngày hôm nay. Mọi người hãy phân xử giúp ta, nhìn xem ta có oan uổng cho hắn hay không. Lục Phong hừ lạnh một tiếng, nói ra sự tình này nhìn thấy một lần. Người nói, luyện đan sư học viện, tất cả lão sư và học sinh đều gia nhập huyền huyền hội sao? Lại thành hội viên, ngay cả tất cả, túc lão đều khó có thể may mắn thoát được. Hiện tại, Luyện đan học viện đã biến thành một cái xác không sao? Gian phòng một hồi yên lặng, mười đại viện trưởng tính cả mộc sư, tất cả lại trợn mắt há hốc mồm. Làm sao lại cảm giác giống như là kể chuyện xưa để cho người ta nghe mãi không thể nào tin nổi? Không sai. Danh sư, nặng nhất là sư đạo truyền thừa, lại có thể để cho rất nhiều người đồng thời lui khóa như vậy, thậm chí ngay cả học viện lại cũng không cần. Gia nhập một tổ chức học sinh, ta lại sợ rằng cái tên này khẳng định đã dùng thủ đoạn không muốn người ta biết. Khuôn mặt lục phòng giữ tợn, nếu như bây giờ chúng ta không mau chóng xử lý, một khi mà mở rộng tới những học viện khác, toàn bộ lão sư và học sinh của danh sư học viện chẳng phải đều thành học sinh của hắn sao? Hắn thành độc đoán sao? Mọi người lại trầm lặng, ngay cả đám người mì viện trưởng hay là triệu viện trưởng cũng lại chấn kinh nói không ra lời. Trước đó bọn họ lại cảm thấy trường sư này vượt quan làm sập vài cái tòa lâu, mấy cái thông đạo thì cũng thôi đi, còn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một bài giảng xuống, lão sư học sinh của cả cái luyện đan sư học viện này toàn bộ đã bị gạt đi cả rồi. Cái này thực sự là đáng sợ lắm. Nếu như nói qua nhiều lần, chẳng phải là toàn bộ cái học viện này đều biến thành đồ tử và đồ tôn của hắn sao? Lớp của hắn, người đã nghe qua hay chưa? Giàn phòng yên lặng lại, mộc sư lại nhịn không được nhìn qua. Tên Trương Huyền này, gia nhập huyền huyền hội miễn phí nghe rằng Không có gia nhập, liền thu thù lao kích sổ. Ta cùng với đám người chu kình là phải hao tốn mỗi người một viên linh thạch thượng phẩm mới có thể vào trong đó. Lục Phong lại khẽ nói. Khóa của hắn, tự nhiên là ta đã nghe xong. Nhưng mà có điều, trình độ lung ta lung tung không có nói. Đại bộ phận đều là lấy lòng, ngôn ngữ mê hoặc. Trình độ bình thường. Mục sư lại nhíu mày. Không sai. Trước đó ta không phải đã nói hắn dùng một loại thủ đoạn gì đó hèn hạ mà trộm đi đan dược cấp 6 của học viện đó hay sao? Vì lôi kéo lòng người, hắn miễn phí đưa dược vật này cho học sinh sắp đột phá, tạo thành giả tượng khoan dung độ lượng để cho người ta càng thêm khăng khăng một mực với hắn. Lục Phong nói ra sự tình lại thấy tại huyền huyền hội. Học để mà dùng, nếu như mà đan dược có thể để cho người sắp đột phá sử dụng, cũng coi như là một đại hào sự rồi. Nhưng dùng để lôi kéo lòng người, chính là có mưu đồ. Mộc sư gật đầu. Dành sự học viện là bởi vì muốn bồi dưỡng học sinh, học sinh có thể mau chóng trưởng thành, tự nhiên là thích đi nghe ngóng, nhưng mà vì chỉ lôi kéo lòng người, tuyệt đối là tâm thuật bất chính. Hắn khẳng định là có mưu đồ. Lục phòng vội vã nói. Nếu như không, không thể nào đồng thời mấy vạn thư sinh đều phải khăng khăng một mực. Làm sao có thể như thế chứ? Ừm, tu luyện giả, vàng thao lẫn lộn, lĩnh ngộ của mỗi người lại khác biệt. Chương trình học tự nhiên lại cũng không giống. Do đó, khổng sư mới đưa ra quan điểm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Một bài giảng để cho tất cả thầy trò đều bội phục, cam tâm gia nhập huyền huyền hội đó. Quả nhiên cũng lại không có khả năng. Mục sư lắc đầu, danh sư có lợi hại hơn nữa đi chăng nữa có lòng yêu mến tự nhiên cũng phải có người chán ghét chỉ cần là người liền không có khả năng giống như tiên làm cho tất cả mọi người đều phải ưa thích nhưng mà trương sư này đã làm được để cho người ta không có kỳ quái là giả dối chuyện này phát sinh trong luyện đan sư học viện các người vậy ngươi định xử lý như thế nào vẻ mặt mục sư nghiêm túc ngẩng đầu nhìn tới ý tứ của ta lại cực kỳ đơn giản mười đại học viện liên hợp lại đuổi cái tên Trương Huyền đó ra khỏi học viện, không cho phép hắn bước vào trong này nửa bước. Lục Phong lại cười lạnh. Sau đó, hủy bỏ tư cách danh sư của hắn, về sau không cho phép khảo hạch. Hết chương. Chương 1499, 1500, chuẩn luyện đan sư Lục Tinh. Đuổi ra khỏi danh sư học viện. Hủy bỏ tư cách danh sư, không cho phép kiểm tra lại. Tất cả mọi người sững sở không được, đây tuyệt đối không được. Khóe miệng của mi viện trưởng lại co giật. Thực sự muốn làm như vậy, chứ không nói tới sự tình tổn thất thiên tài, chỉ nói lão sư thần bí của trường sư, khẳng định hắn sẽ sủ lông lên. Làm không cẩn thận, tất cả danh sư học viện này sẽ bị gạt bỏ đi mất. Học viện bồi dưỡng danh sư, dù rằng quan trọng nhưng mà cấp bậc danh sư càng cao, lại liền càng tôn quý. Mặc dù 10 vạn danh sư lục tinh giá trị rất lớn nhưng mà so với một vị danh sư cửu tinh vẫn kém không chỉ là một đoạn thực sự cũng giống như là khổng sư, vài vạn năm mới xuất hiện ra được một vị. Đừng có mà nói là một vị danh sư cửu tinh, coi như là lại tới một trăm vị nữa, cống hiến bao nhiêu lớn cũng lại kém xa. Nếu như mà Mạc Cao Viễn nói không sai, lão sư của Trương Huyền là một vị danh sư bát tinh, thậm chí lại còn cao hơn. Thực sự là một tay đập tan danh sư học viện này thành một cái phế tích, danh sư đường khẳng định sẽ không nói nhiều thêm nữa câu. Đó chính là danh sư đỉnh phong, được hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Hủy bỏ đi từ các danh sư, Quan hệ tới tiền đồ của cả đời một vị danh sư đó Không thể nào làm cho đùa được Triệu Bình Tuất viện trưởng cũng lại không nhịn được nói Nhất là một người có thiền phú Lại có tài hoa như hắn Một khi mà xử lý bất công Ta lại sợ tổn thất một thiên tài không nói Làm không cẩn thận Còn sẽ bước ra một trận phục ba chi ách nữa Phục ba chi ách Nghe nói như vậy Tất cả mọi người lại trầm lặng Kỳ thực phục ba chi ách năm đó Hoàn toàn lại có thể tránh đi nhưng chủ yếu bởi vì vị thiên tài đó đắc tội với một vị con cháu của thánh nhân quý tộc, phía sau mình lại không hề có bối cảnh gì, mâu thuẫn lại còn náo càng lớn, cuối cùng mới xuất hiện ra thảm kịch như vậy. Có thể nói rằng, mặc dù bi thương làm cho mọi người chú ý, nhưng cũng là tai họa do con người tạo ra. Trường huyền này lại còn không đi đến lục tinh, liền đã lĩnh ngộ ra mình lý trì nhãn, thiên phú của hắn mạnh không thể nào nghi ngờ. Thực sự lại muốn làm quá tuyệt, ép hắn sinh lòng oán hận, dưới cơn nóng giận, đầu nhập vào bên trong dị linh tộc, chỉ sợ không chỉ là danh sư đường tổn thất, làm không cẩn thận sẽ trở thành tai nạn của toàn bộ cái nhân tộc này. Không nói cái khác, nếu như mà hắn là giáo dục gia dị linh tộc, truyền thụ ra tri thức, khẳng định liền có thể là một khổng sư khác của dị linh tộc mất. Tới khi đó, nhân tộc phiền toái rồi. Triều viện trưởng nói không sai đâu. Mộc sư lại gật đầu. Được, lại có thể không khai trừ tư cách danh sư của hắn nhưng mà nhất định phải đuổi hắn ra khỏi danh sư học viện đuổi ra khỏi hồng viễn thành nếu như không hiện tại hắn có thể làm luyện đan học viện tàng gà bay chó chạy vậy ngày mai liền có thể làm học viện của các người hoàn toàn sụp đổ tới khi đó học viện sẽ trở thành sư không sư sinh không sinh làm sao có thể ra thể thống gì nữa lục phong lại cắn răng nói mọi người lại nói không ra lời ngay cả đám người mi viện trưởng vệ nhiễm tuyết cũng lại muốn nói ra chuyện trợ giúp nhưng mà cũng đều phải trầm lặng Nói thật, lấy tính tình của Trường Huyền, chị xong đan viện, tiếp tục kiếm học viện khác, khả năng rất là lớn. Mỗi một lần hắn đi vào một học viện mới đều giống như là thiết ngưu cầy đất để cho người khác phải nổi điên vì hắn. Không thể nào trở về, thực sự lại muốn đi học viện khác sao, thực sự không có nắm chắc có thể chống đỡ nổi hay không. Ta lại đồng ý với thuyết pháp của lục phong viện trưởng đó. Cái loại gieo họa này nhất định phải lập tức đuổi đi. Đừng có mà nói là Hồng Viễn Thành chúng ta, Hồng Viễn Đế Quốc cũng không thể nào để cho hắn ở lại lâu được. Yên lặng một lát, có một vị lão giả mở miệng. Mì viện trưởng lại nhìn sang, không phải là người khác, chính là trận pháp sư công hội viện trưởng Trần Thừa Tuần. Vị Trần viện trưởng này cùng với lục phong viện trưởng luôn luôn có quan hệ cá nhân khá tốt. Ta cũng đồng ý. Lại thêm một viện trưởng nữa gật đầu. Hắn là thư họa sư học viện viện trưởng Tống Đan Thanh. Ta lại không có đồng ý. Danh sư cho phép khảo hạch phụ tu chức nghiệp, cũng lại cho phép truyền thụ học sinh. Mặc dù là trương sư có làm một chút khoa trương đi chẳng nữa Nhưng mà không có xúc phạm tới quy củ Tại sao lại phải đuổi hắn đi chứ Mì viện trưởng lại đi đầu mở miệng Không sai Coi như là hắn ở trong đàn viện làm sự tình đó Thoạt nhìn có một chút hoang đường Nhưng mà người cũng nghe nói đó Ngay cả túc láo giống như là lỗ đan sư Cũng lại phải gia nhập huyền huyền hội Nhất định là muốn nghe giảng bài rồi Nói rõ ràng lớp của hắn khẳng định là có giá trị rất cao Thân là danh sư Lại phải có độ lượng và dung người chứ Ta lại cảm giác không có nên đuổi Trương Sư đi Còn phải lưu lại cho hắn làm lão sư nữa Tăng lên thực lực tổng hợp của học viện chúng ta mới đúng Triệu Bình Tuất và Vệ Nhiễm Tuyết nói Hiện tại đã là ba người muốn đuổi Trương Huyền đi Ba vị lại muốn lưu hắn lại Vậy hai người các ngươi thì sao? Nghe xong mấy người này nói Mộc Sư lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người cuối cùng Hiện tại lại luyện đan sư học viện Lục Phong, trận pháp học viện Trần Thừa Tuần cùng với thư họa sư học viện Tống Đan Thành lại muốn đuổi Trương Huyền đi, mà mi viện trưởng triệu bính tuất vệ nhiễm tuyết lại chủ trương lưu lại thậm chí muốn để cho hắn làm lão sư còn thừa lại hai người không trình bày quan điểm là võ ký học viện tu trưởng thanh cùng với ma âm viện tưởng thanh đàn ba học sinh của trường sư là khách khanh trưởng lão của học viện ta học sinh cũng có thể lý giải võ ký công pháp sâu sắc như vậy lão sư lại càng không cần phải nói ý tứ của ta là chủ trương để cho trường sư lưu lại đây tu trưởng thanh nói Vậy ngươi thì sao? Mọi người lại nhìn về phía người, tưởng thanh đàn. Hiện tại là 4 sau so 3, nếu như mà hắn đồng ý với Lục Phong lại biến thành 4 sau so 4, đồng ý với mi trưởng lão thì chính là 5 sau so 3. Ta, ta cùng với Trương Huyền này chơi từng tiếp xúc qua, khó có thể suy đoán. Ta rút khỏi đi. Tưởng thanh đàn lắc đầu. Hơn nữa, hiện nay chuyện trọng yếu nhất của chúng ta không phải là xử lý một học sinh, mà là tìm kiếm gia tử dương thú tiền mối. Rút lui sao? Thì cũng đúng mà, hiện tại giúp ai lại cũng không đúng, lại còn không bằng hãy rời đi. Tưởng viện trưởng luôn không có màng danh lợi, hắn mà rời đi rồi, không dính dáng tới chuyện này nữa, vậy cũng lại chẳng có suy nghĩ gì nữa. Nghe được vị viện trưởng cuối cùng nói, thế mà lại không lẫn vào, mọi người lại đồng thời gật đầu. Mà âm viện viện trưởng tưởng thanh đàn, luôn luôn đạm bạc, không dính dáng thế sự, không biểu lộ ra thái độ, lại cũng ở trong dữ liệu của mọi người. Vậy hiện tại là 4 so 3, Chuyện này không đề cập tới nữa Mọi người vẫn phải đặt tinh lực Ở trong tìm kiếm tử dương thú đi Thấy mọi người thảo luận đưa ra quyết định Mộc sư khóa tay áo Ta vẫn là nói câu kia Ai tìm ra được tử dương thú Người đó sẽ làm viện trưởng Còn sự tình trương huyền Phán quyết ra sao liền để cho viện trưởng mới tới quyết định đi Mặc dù hắn là danh sư thất tinh Nhưng tổng bộ phái tới Không có tiện nhúng tay sự tình của danh sư học viện Nếu như không Rất dễ dàng bị người ta nói lấy thế áp người Mộc sư Nghe được kết quả cuối cùng lại là cái này Lục Phong lại cực kỳ lo lắng Về mặt không hề cam lòng Được rồi Sự tình đã quyết định xong Mọi người giải tán đi Không nói thêm nhiều lời Mộc sư lại khóa tay áo Đi đầu ra khỏi phòng Vậy cáo từ Mấy người mi viện trưởng và triệu binh tuất cũng đi ra bên ngoài Rất nhanh Trong phòng chỉ còn lại Lục Phong Sắc mặt nhàn nhó Hắn tức giận siết chặt nắm đấm Đúng là đáng ghét Hắn vỗ bàn một cái được rồi, hiện tại ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Có điều, ngươi tuyệt đối đừng có mà có nhược điểm nào rơi vào trên tay ta. Nếu như không, ta sẽ để trong ngươi người muốn sống không được, muốn chết không xong. Lục Phong lại gầm lên giận dữ, hắn gào thét. Lục Phong nháo tới bẩm báo với thập đại danh sư, lại bên phía Trương Huyền, giúp cuộc cũng đã giảng giải xong chương trình học. Đến luyện đàn sư học viện, đứng ở trước cửa tàng thư khố cũng không phải là ngẩn người ra, mà là hắn vô hồn ly thể, đi vào bên trong tàng thư khố đọc sách. Trước đó, hắn đã là luyện đan sư tứ tinh, thư tịch trước đó hoàn toàn lại có thể không nhìn. Do đó, chỉ là dùng không được nửa canh giờ, liền đã sửa sang ra thư tịch ngũ tinh và lục tinh. Học tập xăm xuôi, trong lòng có cảm ngộ, lúc này hắn mới giảng bài bên ngoài tàng thư khố. Giảng giải tri thức, lời ít ý nhiều, nhắm thẳng vào chủ ý luyện đan để cho người ta nghe qua, liền đã bị thu hút. Ngày lúc này mới xuất hiện vô số người lui khóa, sẵn lòng gia nhập huyền huyền hội. Ở bên ngoài tăng thư hố giảng bài xong, Trường Huy lại đi đan dược phòng, sau đó đi tổ đường. Giống như là đám người thích viện phó nhìn thấy, hắn là kích hoạt ra truyền tin Ngọc Phong, có điều cũng không phải là cầu đan đơn thuần mà còn thuận đường tiến hành một lần biện đan nữa. Hắn không có tiếp xúc qua hệ thống luyện đan, khảo hạch luyện đan khẳng định lại làm không ra được. Nhưng biện đan thì lại khác, lấy lĩnh ngộ cùng với lý giải của mình đối với tri thức, luyện đan sư thất tình muốn thắng lại cũng khó khăn. Trải qua một phen biện luận, luyện đan sư Lục Tinh thất tình ở đối diện đã nhau nhau thần phục, nhận được thân phận chuẩn luyện đan sư Lục Tinh cũng đã thuận lợi nhận được đan phương, đoạn tục đan. Đã tới mục đích mong muốn, trương Huy lại vốn định trực tiếp rời đi, nhưng mà nghĩ tới lấy không nhiều đan dược cấp 6 như vậy lại thực sự hơi băn khoăn, liền đã chạy tới đan sư đường giảng bài, báo đáp đan dược được tri ân. Ai ngờ vừa rồi, nói ra chương trình học lại quá mức huyền diệu, lão sư cũng đã rơi vào bên trong đó. Sau đó lại còn xuất hiện vô số danh sư, vô số học sinh chạy qua huyền huyền hội nữa. Lại còn để cho mọi người mặc y phục, thu phí nghe giảng bài là một chuyện của nhược hoan công tử cùng với đám người tôn cường thôi. Nguyên lai, luyện chế giả hàm tiếu đan, điểm mấu chốt nhất chính là cái này sao? Ta giúp cũng đã hiểu rõ rồi. Ta cũng như vậy đó, lấy lĩnh ngộ hiện tại của ta, chỉ cần tu vi đi đến, nhất định có thể luyện chế ra được đan dược cấp 6. Một tiết khóa này thực sự là lợi ích không nhỏ, đủ bằng ta học tập đến 3 năm rồi hắn thở vào nhẹ nhõm luyện đàn sư dưới đài nghe giảng bài tất cả đều như si như say đúng là sắp muốn phát điên tới nơi vị trường sư này giảng bài giống như là thiên mã hành không càng giống như là linh dương móc rác không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng mà lại để cho người ta một loại hiểu ra khắc sâu chỉ cần chiếu theo luyện đàn lại có thể đoán ra được thực lực của mọi người tuyệt đối có thể trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn mặc dù đối phương chỉ nói có đúng một bài giảng thôi nhưng mà đã vượt qua đến mấy năm trước kia Thiên tài mà, thực sự đúng là thiên tài tuyệt đỉnh, luyện đàn lại có thể như thế này sao? Lỗ đàn sư trong các túc lão lại càng thảo luận càng thêm khiếp sợ. Bọn họ lớn tuổi rồi lại còn muốn đột phá rất là khó khăn, nếu như mà sớm lại có thể nghe được cái loại chương trình học này trước đến 10 năm, chỉ sợ hiện tại là một cái đều đã là luyện đàn sư thất tinh rồi. Về sao? Ta phải chính là người của huyền huyền hội mới được, không có đi luyện đàn sư học viện nữa. Ta cũng như thế đó, lại có thể nghe được các loại chương trình học thế này so với tử thủ tại luyện đàn học viện lại mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe nhiều thêm mấy tiết, chúng ta liền có thể nhẹ nhóm khảo hạch thất tinh rồi. Mấy vị lão giả râu tóc bạc trắng, cả đám con mắt cứ tỏa sáng ra. Ngay thời điểm mấy người hưng phấn khó có thể tự kìm chế, chỉ thấy tên thanh niên vừa rồi giảng bài đã đi tới. Trương sư! Mọi người lại đồng thời ôm quyền. À, không cần phải khách khí đâu, ta tới là có một số việc muốn phiền phức mấy vị rồi. Trường Huỳnh lại nhẹ nhàng gật đầu. Trường sơ cứ việc phân phó, chỉ cần mấy lão đầu chúng ta có thể làm được, ta sẽ dốc sức toàn lực cho. Nghe qua khóa, mặc dù không phải là học sinh, nhưng mà mấy người đối với vị thanh niên này đã lại phục sát đất rồi. À, dốc hết toàn lực thì lại không cần thiết. Chỉ là ta lại muốn mấy vị liên thủ giúp ta luyện chế ra một viên thuốc. Trường Huy lại nói ra mục đích. Liên thủ? Mấy người lại xứng sờ vì trước mắt này lý giải luyện đàn thâm hậu như vậy Lại còn cần nhóm người mình hỗ trợ sao Ừ không sai Ta là muốn luyện chế một viên đoạn tục đan Trương Huyền nói Đoạn tục đan Đan dược cấp 7 Lỗ đàn sư lại lên tiếng kinh hô Hết chương Hết tập 197 Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo đồ thư quán.